Xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí VIP mà vừa dọn xong nhé. Đây là một cái con Panasonic FVC 70K, là một cái model mà trong những cái năm nó ra đời thì nó là cái model cao cấp nhất. Cùng một năm sản xuất thì nó sẽ có rất là nhiều model đối với lọc khí, từ rẻ tiền cho đến trung cấp rồi cao cấp, thì đây nó là cái model cao cấp nhất. Các bạn mua những con cao cấp nhất của Pana ấy, thì các bạn để ý là nó sẽ có cái cảm biến phát hiện người này. Đấy, còn đối với model tầm trung trở xuống thì không có đâu. Chỉ có dòng máy từ 70 trở lên 80, 90. Đấy, những cái dòng cao cấp thì nó mới có thôi. Có những con 70 thì cũng không có. Đấy, nhé. Con để mã số 2. Báo phần trăm độ ẩm này. Bụi mịn 2.5 PM. Công nghệ nano khử khuẩn độc quyền của Pana. Hình thức nguyên bản 100%, rất là đẹp. Đa đầu biến áp điện 220V, cảm biến ánh sáng. Con này đầy đủ tất cả 5 cảm biến coi nhé. Cảm biến ánh sáng này, cảm biến phát hiện người này, hai cảm biến ẩm và cảm biến mùi này, cảm biến bụi này. Đấy, có những model thì nó sẽ không có cảm biến mùi. Đấy, có lưu như vậy. Đấy, còn model cao cấp thì nó có cảm biến mùi thêm. Còn những model bình dân thì chỉ có cảm biến bụi, cảm biến ẩm và cảm biến bụi thôi. Con này nó lại xếp vào phân khúc hai cánh vẫy kép này. Cánh vẫy kép này. Màng HEPA thì vẫn zin theo máy, còn rất là đẹp. Những cái màng nào nó đủ tiêu chuẩn thì bên em sẽ để lại, còn màng xấu thì bỏ các bạn nhé. Cái màng còn rất đẹp, cao nội tính rất là dày. Cũng có bác thích màng zin, có bác thích màng mới, đấy là tùy khẩu vị từng người. Còn khi em bán thì em sẽ báo cáo là như vậy, có như thế nào thì thông báo qua bác qua clip, mình quay nó chi tiết nó là như thế. Bên dưới zin này là bình nước buồm này. Bạn nào không thích gì đó mình có thể đàm phán thêm. Màng tổ ẩm zin thơm máy vẫn còn rất là ok, vẫn rất là xốp này, thấm nước tốt. Con này có bánh xe đẩy, có khóa, có bánh, có bánh các bạn nhé. Những cái model này gần như là về đâu làm vệ sinh đâu thì bán đến đấy ngay, chứ nó cũng không để lâu đâu. Năm sản xuất 2015, mã máy là 7535, 66W VC70K. Con máy nói chung là khá hoàn hảo. Em bán là 3.4 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V. Bạn nào có nhu cầu mua một máy VIP, các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.